Vâng, thưa các bạn, thì đây là lô hàng cũ mà đợt vừa rồi mình có về, mình giới thiệu trước các bạn rồi ạ. Các bạn ạ, đợt này thì sẽ về thêm 17G6 và toàn bộ máy thì đều là lưu không hộp như này. Đây là hàng dự án tại nước ngoài. Mình mua phân khúc giá nó cũng rẻ hơn rất là nhiều nên chính vì thế sẽ tiết kiệm được chi phí các bạn từ 5 đến 10 triệu. Có những cái máy cấu hình cao. Cam kết với các bạn là máy mới 100% chưa qua sử dụng các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ review chi tiết. Và đây là kho hàng của mình đang để này các bạn này. Vâng, thưa các bạn, đó là kho hàng của mình. Các bạn đều biết đợt vừa rồi thì mình đã về hơn 100 chiếc, đó là ZBook 15G6. Và đợt này thì mình sẽ về thêm 17G6. Và đây toàn bộ đều là hàng dự án lưu không có hộp thì mình đã nói với mọi người rồi. Và rất nhiều bạn cũng chưa hiểu hàng dự án nó như nào. Đơn giản đó là các công ty nước ngoài họ đặt cho một dự án y tế hay giáo dục hay bất kỳ một dự án nào đó với số lượng máy rất lớn của HP. Nhưng do vì một lý do gì đó hàng dự án chưa kịp triển khai hoặc đã triển khai xong mà thừa máy, họ sẽ thanh lý lại những nước thứ ba như chúng ta. Và để tiết kiệm được chi phí, các bạn thấy là nó sẽ không có hộp và chỉ có máy như vậy thôi. Cửa hàng cam kết vẫn là máy mới 100%. Và đợt này cái option về nhiều nhất đó là cái mẫu mà không có Vega rời. Không có Vega rời với phiên bản ZBook 15G6. Nó được trang bị chip từ i5, i7. Các bạn lưu ý là không có Vega rời nhưng chúng ta vẫn có thể lắp thêm mà được. Vậy thì các phiên bản mà không có Vega rời thì phục vụ cho ai? Là phục vụ cho các bạn cần CPU không để tiết kiệm chi phí. Bởi vì thực tế một chiếc máy mới, nếu các bạn đầu tư các dòng Mobile Workstation mà có Vega rời thì không có một chiếc máy nào ở phân khúc dưới 30 triệu đồng các bạn ạ. Trong khi đó thì mình chỉ bán ở phân khúc hơn chục triệu, hơn 20 triệu đồng một chút thôi. Và những chiếc máy được trang bị CPU này chủ yếu dành cho dân lập trình, các bạn chạy mô phỏng, các bạn chạy giả lập cũng như các phần mềm tính toán để tiết kiệm chi phí thì lại cực kỳ hợp lý luôn. Còn đối với các bạn làm công việc kỹ thuật và bắt buộc có Vega rời thì sẽ chọn các option có Vega rời. Với phiên bản ZBook 15G6 các bạn thấy là mình rất là nhiều option về cấu hình từ RTX 3000, RTX 4000 và RTX 5000. À, ngày xưa cách đây khoảng 6 tháng đó mình bán con ZBook 17G6 với phân khúc giá lên đến hơn 80 triệu đồng. Với phiên bản màn hình 4K các bạn thấy đợt này mình bán ở phân khúc giá chỉ có hơn 60 triệu đồng thôi. Chúng ta sẽ có Vega lên đến 16GB, chúng ta có ổ cứng 1TB và những con chip cực kỳ khỏe đó là chip CPU i9 luôn để phục vụ quý vị các bạn. Bây giờ mời các bạn xem qua các bài test hiệu năng từ các dòng ZBook 15G6 và 17G6 nhé. Mời quý vị các bạn đón xem ngay bây giờ. Thưa các bạn là HP bây giờ các dòng máy chạm cũng như các dòng máy doanh nhân thì đều định hình của nó cái logo như này. Và chúng ta sẽ có một cái vát góc như này. Đấy, những chi tiết đường vuông rất là hay. Máy nhìn nó rất là khỏe. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy đó là 2,6 kg và vỏ máy bằng hợp kim nhôm. Đạt được tiêu chuẩn quân sự đó là STD80G các bạn nhé. Nó có thể chống chịu trong mọi môi trường hoạt động từ rung nắc này, ẩm thấp rồi sa mạc, nắng nóng vân vân. Máy đều có thể chạy được. Các bạn sẽ thấy là bên cạnh phải của mình có đua cổng gọi là thu đua ba luôn. Đây là cổng mạnh nhất có thể truyền tải tín hiệu lên đến 40 kg/s. Đây là cổng sạc của máy này. Cổng HDMI, USB. Phone mic được tích hợp chuẩn giao tiếp 3.5 và một đầu độc thẻ SC. Đằng trước này các bạn sẽ thấy là những LED thiết kế tối giản. Và để mở chiếc máy thì hãng này làm hơi lệch đi một chút, có cái G ở đây. Chúng ta thò tay vào để mở ra rất dễ dàng này. Đó. Bên cạnh trái là ổ khóa của máy này. Đây là cổng LAN này, hai cổng USB này, đầu độc thẻ SD. Nó làm vắt góc này các bạn nhìn thấy là rất là hay. Một điểm lạ và một điểm nhấn trên chiếc máy này. Các bạn sẽ thấy là trục bản lề đằng sau nó làm rất là to và bản lề một trục. Nói chung là mở những dòng máy này thì nó rất là chắc. Đây. Logo HP được mạ chrome này. Các bạn sẽ thấy hai cái lỗ rất nhỏ ở đây. Đây là lỗ mic các bạn ạ. Mic để thu tiếng. Và cái điểm nhấn của cái dòng HP thì họ hay làm cái đường nhấn như này. Bên đây bên dưới của máy đây các bạn ạ. Đấy, mở rất là đơn giản luôn nhé. Đấy. Những chiếc máy chạm bao giờ có thiết kế cũng rất thông minh như này, mình rất thích luôn. Những cái ô nhỏ này sẽ hút không khí vào và tản khí nóng ra đằng sau ở đây. Đấy. Đây là khe cắm ổ cứng 2,5 inch và vừa lại cái khay mình chỉ cho các bạn sẽ lắp vào đây. Chúng ta sẽ tích hợp thêm một khe ổ cứng. Ở đây sẽ có đua khe cắm ổ cứng SD. Các bạn sẽ thấy này. Nếu mà đua thì sẽ có tính năng chạy RAID tự động sao lưu dữ liệu. Hai slot cắm RAM. Chiếc máy sẽ có 4 slot cắm RAM, nâng cấp tối đa là 128 GB cho chiếc máy này. Đây là chipset này. Còn đây này, các bạn muốn dùng RAM, còn là dùng mạng 4G thì chúng ta sẽ cắm thêm một cái RAM ở đây. Đây quả pin của máy đây. Pin của máy sẽ có dung lượng của nó đó là 90W các bạn ạ.
90W có thể duy trì cho các bạn khoảng 3 đến 4 tiếng dành cho công việc phổ thông thông thường. Có lẽ là mình sẽ chỉ đến đây thôi, chỉ còn mở hết cái máy này ra thì cũng tương đối phức tạp, thì mình sẽ chỉ cho các bạn sau. Chiếc máy của chúng ta sẽ cho nâng cấp đó là RAM ổ cứng. Cảm ơn, được onboard trực tiếp trên bo mạch chủ thì chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, thì theo phong cách thiết kế của HP thì họ lại không làm cái viền màn hình mỏng giống y hệt với phiên bản đó là ThinkPad P53, không chạy đua với các hãng khác. Nhưng với phiên bản Studio thì sẽ có viền màn hình mỏng, bởi vì đơn giản là chúng ta cần một chiếc máy phải chắc chắn, đúng không ạ? Camera có cả che camera luôn này, đó, có cả cảm biến camera và mic sẽ giúp các bạn thu tiếng rất là tốt. Camera 720p sẽ hỗ trợ các bạn học trực tuyến cũng như học online, quay phim, chụp ảnh rất ok. Logo HP này, đây là màn hình 15.6 inch Full HD IPS và có chống lóa bên trên luôn. Các bạn có thể thấy bàn phím của nó này, chưa đâu. Phím sẽ có hành trình bàn phím cao lồi và LED màu trắng. Và bao nhiêu năm nay thì HP vẫn để chúng ta một cái checkboy, con chuột dùng ở giữa như này. Các phím như tắt loa, tắt mà LED phím các thứ đều ở trên này. Và thậm chí là có cả nút gọi điện ở đây. Bốn phím phụ hành trình bàn phím số rất là tốt. Có lẽ là nhược điểm thì sẽ là cái phím cách, phím di chuyển này thôi, điều hướng này thôi. Bấm nó hơi sát nhau có thể là rất dễ bị nhầm. Cái này thì mình không thích trên cái dòng bàn phím này. Và chúng ta sẽ có 6 phím bấm đặc biệt rất lớn này. Bấm cực kỳ ok và cảm giác bấm cực kỳ sướng. Đây, các bạn thấy này. Con chuột cũng rất lớn, sẽ hỗ trợ các bạn cảm ứng đa điểm. Đặc biệt là máy có tích hợp cả vân tay. Đây này, đây tem coi 7. Mình còn có cả phiên bản coi 9 các bạn ạ. Coi 9 con này thì mình đang bán ở mức là 48 triệu. Loa của nó 3 ngôi sen các bạn nhé. Rất là nhiều chi tiết 3D bên trên này, giúp nó tản nhiệt và tản loa thứ này. Tín bật nguồn có tích hợp đèn LED. Ở đang test kiểu cứng của nó là rất xịn sò luôn này. Các bạn sẽ thấy là một ổ cứng cực kỳ khủng với tốc độ đọc lên đến 3,2GB một giây và tốc độ ghi lên đến 2,7GB. Thật là khủng khiếp cho một chiếc ổ cứng SD bây giờ. Nó nhanh hơn đến rất nhiều chục phần trăm so với những chiếc ổ cứng cơ truyền thống. Máy được tích hợp Bluetooth này, sẽ hỗ trợ các bạn các tín hiệu âm thanh và hình ảnh truyền tải không dây bên ngoài siêu LED. Camera HD 720p. Các bạn thấy ổ cứng đang trang bị trong máy. Nó lưu chả biết ổ gì luôn, 512GB. Máy sử dụng card đồ họa on, nó là UHD Graphics 630 và cả màn hình rời nó NVIDIA Quadro T1000, dung lượng 4GB. Máy trang bị hẳn Wi-Fi 6 các bạn nha, mới nhất AX200, băng tầng lên đến 160Hz, rất nhanh luôn, đây là Wi-Fi mạnh nhất hiện nay. CPU được trang bị trên máy hẳn là 9850H các bạn nhé, đây, 2.60, 9850H. Bây giờ đến phần test hiệu năng của chiếc máy nhé. Còn CPU nó mạnh như này thì tớ sẽ test CPU trước nào. Vâng, thưa các bạn sẽ thấy là CPU nó khỏe nên nó render rất là nhanh. Các bạn sẽ thấy nó loát cứ vèo. CPU càng khỏe sẽ hỗ trợ các bạn làm đồ họa, chơi game, các ứng dụng lập trình, ứng dụng mô phỏng càng nhanh. CPU càng nhiều lõi càng nhiều luồng càng khỏe. Con CPU này có 6 lõi 12 luồng. Ai chả. Các bạn giờ điểm số của nó lên 1229 CP. Thực tế mà nói thì với phiên bản đó nó có Quadro T1000 dung lượng 4GB thì nói chung thì cũng không phải quá mạnh, nhưng để so với các dòng máy đời cũ thì nó cũng sẽ hơn rất nhiều. Đây là 4GB DDR5 các bạn nhé, 4GB DDR5. Các bạn chú ý thì dòng này nó sẽ có T1000 và T2000, còn phiên bản cao cấp nhất nó sẽ là Quadro RTX 3000 với dung lượng 6GB, hỗ trợ VR và bộ nhớ của nó là GDDR6, là phiên bản cao cấp nhất trên chiếc máy này. Các bạn có thể thấy là khi mình chạy đồ họa mô phỏng có vẻ như quạt trong máy hoạt động hơi ồn, mình nghe thấy là hơi ồn. So với ThinkPad thì nó sẽ ồn hơn. Hơi nóng được đẩy hết đằng sau các bạn ạ. Từ phần này nhiệt độ có thể nóng lên đến khoảng 50 độ C hiện nay. Điểm số của nó lên đến 130 FPS. Kinh. Nói chung là bây giờ tối ưu CPU đời mới nó rất là mạnh. Các bạn sẽ hỏi là liệu chiếc máy này chạy có nóng không, nhiệt độ có ổn định hay không, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ biết luôn. Mình sẽ test full max khoảng 15 phút để cho đợi nhé. Chúng ta sẽ chọn độ phân giải và trước khi test thì chúng ta sẽ bật thêm một phần mềm ứng dụng MSI Afterburner. Thưa các bạn là mình chạy 15 phút rồi các bạn ạ. Ở đây thì các bạn thấy là nhiệt độ ổn định ở mức khoảng 70 độ C, cảm hình ở mức đó là 64 độ C. Các bạn thấy là biểu đồ nhiệt độ chạy rất đều.
Và khi bắt đầu chạy chế độ đồ họa thì quạt trong máy nó hoạt động tương đối là ồn. Nếu mà trong buổi tối mình nghĩ là nghe thấy rất rõ luôn. Vâng, thưa các bạn, màn hình của chiếc máy mới là chất với độ sáng lên đến 600. Mình giới thiệu ngay ở đầu rồi. Và tỷ lệ bao phủ màu của nó lên đến 111% RGB. Âm thanh này, âm thanh và hình ảnh của chiếc máy thì nó quá là tuyệt vời luôn. Đó, các bạn nghe sướng không? Độ sáng 600 vẫn là độ sáng lớn nhất cho màn hình laptop hiện nay, với góc nhìn lên đến 178 độ. Đấy, các bạn có thể nghe thấy âm bass của nó cực kỳ chắc. Nói chung Bang & Olufsen của HP thì nghe thì tuyệt vời rồi. Trong phòng hơn 20 mét của mình nghe thoải mái mà không cần phải cắm tận iPhone hay loa ngoài. Các bạn yên tâm, một chiếc máy có cả bộ Bluetooth nhá. Bộ Bluetooth này 5.0 nên sẽ hỗ trợ các bạn băng thông tín hiệu âm thanh và hình ảnh ra bên ngoài cực kỳ hay. Màn hình và âm thanh sẽ cho thang điểm 10 hết các bạn ạ. Chiếc máy rất tuyệt vời. Máy có màn hình Full HD thì còn có màn hình chuẩn 4K các bạn nhé. Còn Full HD thì dễ dàng hơn các bạn làm trong lĩnh vực thiết kế, bởi vì con màn hình nó sẽ không quá nhỏ. Âm thanh và hình ảnh rất hay. Các bạn ơi, máy chạm mua về để làm gì? Để dựng video 4K này, để dựng mô phỏng này, để dựng Revit này, các phần mềm phức tạp về đồ họa. Thì các bạn sẽ thấy sức mạnh của chiếc máy này. 1, 2, 3. Ở đây thì mình đang dựng một đoạn video 4K như mọi ngày. Bởi vì bây giờ các YouTuber cũng như các bạn mà làm về hình ảnh, chúng ta dựng rất là nhiều. Và chiếc máy càng khỏe thì nó dựng cho bạn càng nhanh. Mặc dù là chi phí để mua những chiếc máy chạm thì có thể đắt đỏ hơn các dòng máy gaming, dựng cũng khá là hiệu quả. Nhưng riêng về độ bền và riêng về độ họa mô phỏng thì máy chạm nó là bố các loại máy tính các bạn nhé. Các bạn thấy nó render, nó chạy CPU 100% mà cầm hình tham gia xử lý, on tham gia xử lý, ổ cứng tham gia xử lý. Và các bạn sẽ nhìn thấy là chỉ một đoạn video hơn 1 phút mà chúng ta sử dụng hết tận 10GB RAM. Đấy nên các bạn muốn sử dụng để dựng được tốt thì ít nhất máy của các bạn RAM phải là 16GB. Chứ còn RAM ít thì thứ nhất là dựng sẽ không đủ. Mà đây mới là video 1 phút rồi đấy. Con này mà dùng để chạy mô phỏng với cả để chạy máy chủ, máy ảo thì quá ngon luôn. Nâng cấp tầm khoảng 32GB RAM mà bạn nào điều kiện lưng 64GB thì chạy cũng gớm luôn. Rất nhanh. Chỉ khoảng hơn phút là xong. 1 phút 10 giây các bạn ạ, đã xong rồi. Tha hồ mà cày kéo đồ họa 4K không phải suy nghĩ nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ test thêm một phần mềm xây dựng, đó là Revit chuyên dựng 3D. Vâng, thưa các bạn, đây là bản Revit các bạn nhé. Một phần mềm mà trong lĩnh vực xây dựng cầu đường này các bạn dùng dựng rất là nhiều. Mình đang chọn một bức ảnh sẵn là 600dpi để render. 1, 2, 3. Các bạn thấy sức mạnh đồ họa của chiếc máy này. Vâng, thưa các bạn, chúng ta bắt đầu cày kéo thì CPU chuẩn bị nó nhảy lên 100% này, nó đang load được phần mềm. Các bạn thấy cả đồ họa và CPU sẽ tham gia xử lý này. Đây, bắt đầu load kìa. CPU ăn hết 100% luôn, mình biết là phần mềm nó sử dụng cực kỳ lặng. Nhanh quá các bạn ạ. Chỉ khoảng 39 giây, mình bấm còn chậm hơn 1 giây. Đây các bạn thấy là một bức ảnh phối 3D này. Nhà cửa này. Đấy, các kỹ sư xây dựng mà có dựng 3D thì chiếc máy này hoàn toàn đáp ứng các bạn rất tốt. Vâng, thưa các bạn, ở trên bàn của mình đây, đó là dòng sản phẩm HP ZBook 17G6. Chúng ta sẽ có một thiết kế truyền thống nhưng mang theo cái phong cách thiết kế hiện đại của HP mới. So với các phiên bản G4 và G5 thì nó khác hoàn toàn. Các bạn sẽ thấy vết góc ở đây. Đối với dòng sản phẩm mới của HP thường sẽ có vết góc như này, kể cả các dòng màn hình 13 inch, 15 inch. Và chúng ta có một cái logo mới hoàn toàn. Máy làm hoàn toàn bằng hợp kim nhôm. Trọng lượng của máy tổng thể đó là 3,2 cân các bạn nhé. Theo các bài thử nghiệm của HP thì chiếc máy trải qua 120.000 giờ thử nghiệm với tiêu chuẩn quân đội, đó là STD80G. Có thể chống chịu trong mọi môi trường làm việc, bao gồm rung nát này, cát bụi này, ẩm nước, nói chung trong các môi trường khắc nghiệt chiếc máy có thể chống chịu được. Chiếc máy này mình nói vui, mình có thể ngồi thẳng hoặc đứng thẳng với trọng lượng lên đến 200kg trên bề mặt mà không hề hấn gì. Đấy, các bạn thấy này, nó cực kỳ chắc chắn luôn. Các bạn ơi, đây là bên tay phải của mình nhá. Các bạn sẽ thấy được cổng sạc của nó này. Đây là cổng sạc này. Hai cổng Thunderbolt kép sẽ hỗ trợ chúng ta kết nối cho tín hiệu âm thanh và hình ảnh từ bên ngoài.
băng thông kết nối ra bên ngoài lên đến 40 ki một giây. Chúng ta có thể cắm thêm EGBU để tăng tốc độ xử lý cho chiếc máy này lớn hơn, đó là cả màn hình rời gắn từ bên ngoài. Sẽ có cổng mini DisplayPort để kết nối ra màn hình, HDMI được kết nối ra màn hình. Tính ra chiếc máy này có thể cắm kết nối ra 4 màn hình ra bên ngoài. Phone mic được tích hợp giao tiếp đó là 3.5. Ở đây thì mình nhìn thế này thì giống như kiểu đầu đọc DVD nhưng không có nút, đây chắc có lẽ chỉ để chờ thôi. Nếu như các bạn cần cắm vào thì mình sẽ có thể hỗ trợ cắm ra DVD. Nhưng hầu hết những dòng máy đời mới bây giờ thì đều bỏ đi cổng DVD này. Đằng trước các bạn sẽ nhìn thấy này, rất dày ở bên dưới này. Và đây phần cờ hơi lệch ra một chút để chúng ta mở máy. Đây, rất dễ mở này, bởi vì màn hình của nó to mà. Đây. Ở bên cạnh trái sẽ có cổng LAN, 3 cổng USB liên tiếp. Và ở đây chúng ta sẽ có một đầu đọc thẻ SD và đầu đọc thẻ SC. Cái dòng sản phẩm mới của HP thì đều có một cái viền như này. Và ở đây có hai cái lỗ rất nhỏ. Thì đây là hai lỗ mic các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy một chữ lỗ. Các bạn sẽ thấy logo ở đây. Các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ có chữ Mobi Position in trực tiếp trên bề mặt luôn. Ai chà. Đây bên dưới của máy đây các bạn ơi, những led thiết kế tối giản. Các bạn sẽ thấy là những cái hốc này hút không khí vào và tản khí nóng ra đằng sau ở dưới này. Ôi chà ơi, sao chiếc máy nó lại thiết kế nó lại thông minh như này. Các bạn chỉ gạt nút này ra đẩy để nhìn nội tạng. Chà. Gớm chưa? Các bạn sẽ thấy đây là hai cái cắm RAM này. Đây là cả màn hình này. Con này cả màn hình cắm bo rời các bạn nhé. Hoàn toàn có thể nâng cấp được này. Đây là cắm module luôn. Quad RTX 3000. Chúng ta có thể nâng cấp lên Quad RTX 4000 và Quad RTX 5000. Ở đây, rời luôn. Đây là hai cái cắm ổ cứng M2 này. Như này thì có thể chạy tính năng nó là chạy RAID, chạy song song, bởi vì chúng ta dùng server rất quan trọng về dữ liệu. Ổ cứng của máy này, Western của Mỹ luôn anh em nhé. Dung lượng 512GB M2LVMe. Và bên dưới thì sẽ có một cổng ở đây, chúng ta có thể cắm các WAN để dùng LTE bây giờ 4G. Đây này, ở dưới cái cổng này nhá. Hai quạt tản nhiệt rất lớn đấy các bạn này. Và pin, các bạn sẽ thấy này, nó có cái nút. Đây, nhấp quả pin lên nhá. À đây nữa này. À, đẩy xuống, mở quả pin ra. Pin này với dung lượng của nó đó là 95,9 W. Đây này các bạn này. Quả pin các bạn cũng thấy là thiết kế của nó cũng hình học vuông góc như này. Rất hay. Khe cắm sim này các bạn này, cắm sim ở đây nhá. Đây, còn đây là khe cắm ổ cứng chờ này. Có nghĩa là chúng ta cắm thêm chuẩn ổ cứng 2,5 inch mà vừa rồi có cái khay đấy, là có đấy. Ok, thế là chiếc máy này nâng cấp tối đa là 4 slot cắm RAM, 2 slot trên phím. Vị trí là chiếc máy sẽ nâng cấp được 128GB RAM, sẽ chạy được chuẩn RAM ECC. Chiếc máy cho phép nâng cấp cả màn hình. Duy chỉ có CPU trên máy dán chết trên bo main sẽ không cho chúng ta nâng cấp. Tính ra là chiếc máy sẽ được nâng cấp ổ cứng này, nâng cấp RAM này, nâng cấp cả màn hình các bạn nhé. Các bạn ơi, nếu mà nhìn vào mặt trước của chiếc máy này chúng ta sẽ thấy một led thiết kế truyền thống mà không theo cái xu thế hiện đại bây giờ, đó là viền màn hình mỏng. Nhưng đại đa số các dòng Mobi Position bây giờ để mà thực sự chắc chắn mà chống chịu trong cái tiêu chuẩn quân đội thì bắt buộc cái viền màn hình nó phải dày như này. Nhưng với tớ thì tớ cần một chiếc máy làm được việc mà không cần nó quá cho chút, chỉ đơn giản, tối giản và làm việc khỏe là tớ ok rồi. Các bạn sẽ thấy là hai mắt hồng ngoại của nó rất là to đúng không? Hai mắt này để làm gì ạ? Để nhận diện khuôn mặt để mở máy đấy các bạn ạ. Đây là công nghệ bảo mật tốt nhất trên laptop hiện nay. Và camera có thể che được đi các bạn nhé. Có nút gạt này, đó. Che đi. Đó. À, con này có cảm biến luôn này các bạn nhìn này. Đó, cái màn hình nó các bạn có thấy nó tối đi không? Đây. Đấy. Đây là công nghệ cảm biến của camera đấy các bạn nhé. Một logo mới này. Màn hình nó chỉ mở được như này đấy, anh em nhá, không bửa xuống là sẽ gãy bản lề đấy anh em nhá. Đây, đó. À, bàn phím này. Các bạn sẽ nhìn thấy là led bàn phím này, màu trắng. Và sẽ vẫn còn con chuột checkpoint ở giữa như này. Bàn phím của dòng này thì chắc có lẽ là không phải suy nghĩ rồi. Cảm giác bấm của mình là cực kỳ chắc chắn luôn. Và cảm giác gõ rất là sướng, bởi vì các bạn sẽ thấy là hành trình bàn phím nó to và rộng như này. Hình chữ vuông và sẽ có thêm một bàn phím phụ bên cạnh như này. Đây là công nghệ bảo mật vân tay. Ở đây các bạn nhé, 6 phím bấm, chả chê được vào đâu luôn. Chuột dê này, con chuột này sẽ hỗ trợ các tính năng cảm ứng đa điểm.
À, con này nó bỏ đi cái mắt để tắt con chuột ở đây, bình thường nó sẽ có cái đèn nhưng con này cũng có. 6 phím bấm. Rất nhạy luôn, rất chắc chắn. Loa của nó là Bang Olufsen này. Các bạn sẽ thấy những cái chi tiết ở đây rất nhỏ nhưng được hoàn thiện rất cao. Đó là rất là nhiều o tròn hình tam giác như này. Bây giờ tớ thấy trên các dòng HP họ hay làm như này. Phím bắt nguồn ở đây các bạn nhé. Và những cái này để trên làm sao nó tì, nó không tì vào màn hình này. Đây này. 1, 2, 3 chiếc này. Cảm giác bấm phím thì phải nói là sướng một phê. Này. Khung nó kiểu khung nhôm ấy, nó không có cảm giác bập bùng. Led màu trắng mà chúng ta hoàn toàn có thể tắt đi được. Tớ đang test ổ cứng cho máy này. Ai chà, các bạn nhìn thấy quả tốc độ đọc kinh khủng không? 3,4 GB, gần 3,5 GB một giây. Tốc độ ghi của nó cũng hơn 2 GB, 2,5 GB, kinh khủng. Xem là cấu hình bên trong nào. Đây là cái màn hình 17.3 inch các bạn nhé, Full HD IPS. Ổ Wetton 512 GB này. Máy sử dụng hai cặp màn hình đó là UHD Graphics 630 và NVIDIA Quadro RTX 3000. Đây các bạn sẽ nhìn thấy quả Wi-Fi đời mới này. AX200 với băng tầng lên đến là 160MHz. Đây còn gọi là Wi-Fi 6, công nghệ Wi-Fi mới nhất bây giờ với băng thông cực kỳ rộng. Thưa các bạn, là chip này thì nó là 2.6 và turbo boost lên 4.60, 12 cách các bạn ạ. Đây là con chip cực kỳ khỏe để chúng ta render cũng như làm đồ họa chơi game. Đây, các bạn sẽ thấy là một chiếc ổ cứng có tốc độ cực kỳ khủng. Các bạn có thể chạy chế độ RAID, lắp hai ổ cứng bên trong nhé. Con này thì nó sẽ có tính năng chia sẻ Wi-Fi này. Các bạn sẽ lắp cặp WAM vào là các bạn sẽ dùng được LTE Việt Nam. Đó là mạng 4G băng thông rộng. Và cái cạc này theo mình tìm hiểu thì chúng ta lắp thêm mất khoảng 650.000 tiền Việt là lắp vào sẽ dùng được SIM. Vâng, thưa các bạn, là tớ đang test cặp màn hình đó là Quadro RTX 3000. Thưa các bạn, là chiếc máy của chúng ta sẽ cho phép các bạn nâng cấp cặp màn hình từ Quadro RTX 3000 lên 4000 hoặc 5000. Đây là dòng cạc hoàn toàn mới, thế hệ cặp màn hình 20 của NVIDIA, hỗ trợ công nghệ VR, hỗ trợ công nghệ ray tracing. Đó, dò tìm vật thể theo ánh sáng, nghe có vẻ là rất trừu tượng. Sẽ hỗ trợ các công nghệ mô phỏng 3D và các bạn có thể nhìn thấy các hiệu ứng như đổ bóng trước gương, các hình ảnh tương phản sẽ thật hơn rất là nhiều. Cụ thể ở đây các bạn sẽ thấy là mình đang test với khả năng đó là chạy mô phỏng 4D. Chạy rất là led, rất là mịn luôn. Ôi chào ơi, các bạn sẽ thấy một điểm số vô cùng ấn tượng luôn, 180.2 FPS. Đúng là với bộ nhớ cạc GDDR6 băng thông rộng thì nó sẽ khác hơn rất nhiều so với dòng cạc Quadro thế hệ cũ với GDDR5. Có một chi tiết các bạn để ý không? Khi chúng ta render mình chạy cạc lấy quạt chạy êm ru luôn, không nghe thấy tiếng động luôn. Các bạn đang thấy là mình đang render Cebu. Các bạn sẽ thấy là render rất là nhanh đúng không? 9850H. Đấy, bây giờ mình mới nghe tiếng quạt chạy. Ôi chà, điểm số này 1262 CB. Đúng là con máy xịn sò, với mọi thứ bên trong đều ok, cái gì chạy cũng khỏe. Thưa các bạn, đúng là chiếc Mobile Edition không ấn tượng gì bằng hệ thống tản nhiệt của máy. Các bạn có thể thấy là mình chạy một lúc rất lâu rồi. Mức FPS chúng ta nhận được ở chế độ 3D qua phần mềm Fullmax lên đến 80 FPS. Và nhiệt độ của CPU ổn định ở mức là trên 60 độ C. Trong khi đó GPU còn mát hơn, nó chỉ có 59 độ C đấy các bạn ơi. Ổn định luôn. Và khi ở chạy ở chế độ 3D thì các bạn thấy kể cả quạt trong máy nó làm việc cũng rất đơn giản luôn, không quá ồn ào. Đây là chiếc máy, có lẽ là điểm cộng của chiếc máy này. Vâng, thưa các bạn, là mình đang test màn hình 17.3 inch Full HD IPS với tỷ lệ bao phủ màu đạt 100% gamut, gam màu DCI-P3, rộng hơn nhiều so với gam màu sRGB. Các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh ở trên màn hình nó rất trong trẻo, rất mịn đúng không các bạn? Ngoài phiên bản này ra thì HP còn trang bị các phiên bản màn hình cao cấp hơn, bao gồm màn hình 4K. Nhưng thưa các bạn, này làm đồ họa thì mình thấy bây giờ màn hình Full HD vẫn là tiêu chuẩn nhất, chứ 4K nhiều khi icon trên màn hình nó quá nhỏ. Bây giờ mình sẽ thử test âm thanh của chiếc máy này. Con này
là 3 ngón sen. Đây các bạn điều chỉnh multimeter ngay trên phím. Các bạn có thể nghe thấy âm thanh rất to, rõ ràng và âm bass tương đối chắc bởi vì loa đây là loa hàng hiệu Bang & Olufsen, một hãng loa cực kỳ danh tiếng. Độ sáng của màn hình chúng ta đang có đạt đó là 300 lít các bạn nhé. Nói chung này, với màn hình này thì gam màu cực kỳ chính xác, kèm theo âm thanh hay, rất phù hợp cho các bạn dùng để giải trí hay các bạn làm công việc liên quan yếu tố màu sắc màn hình. Thì đây là một chiếc máy có màn hình tuyệt đẹp, trung thực. Với góc nhìn của màn hình IPS sẽ đạt 178 độ. Chúng ta nhìn góc nào cũng được hết, và bên trên màn hình sẽ có một lớp chống hóa. Có một cái lớp như này thì chúng ta làm việc lâu cũng sẽ không bị mỏi mắt, không bị khó chịu. Loa là hay thật đấy. Các bạn có thể tắt led bàn phím ngay trên màn hình ở đây nhé, hoặc to nhỏ mic tắt loa ở trên này các bạn này. Tắt bàn phím này, mic này, loa to loa nhỏ, tắt loa này, sáng tối của màn hình này, bàn phím các kiểu đều ở bên trên dãy phím này. Vâng, thưa các bạn, với chiếc máy có cấu hình cực khủng, vậy thì các bạn sẽ hỏi là render 4K thì nó chạy như nào. Thưa các bạn, để chứng minh sức mạnh của chiếc máy và đáng đồng tiền bát gạo chúng ta bỏ ra, tớ đã chuẩn bị sẵn các đoạn video ở đây là edit với rất là nhiều hiệu ứng hình ảnh. Bây giờ chúng ta thử chạy thử nhé. 1, 2, 3. Con này được cái là hệ thống tản nhiệt của nó rất êm luôn. Các bạn thấy là CPU của nó khỏe đến nỗi là chạy còn không hết. Và với Quad Core RTX nó tham gia xử lý bên dưới, nó chạy kìa, các bạn nhìn thấy kìa, 25-27% mà CPU chỉ hoạt động có 41% thôi. Ôi chào ơi, thật kinh khủng. Mình đoán chỉ khoảng hơn 40 giây là xong. Có lẽ đây là kỷ lục mà chiếc máy mà tớ đã từng dựng một đoạn video như này. Thông thường những chiếc máy nó sẽ chạy khoảng 6 phút đối với những chiếc máy chậm, và có nhanh hơn nữa thì một số máy sẽ xử lý khoảng 2 phút rưỡi. Nhưng với chiếc máy này, các bạn sẽ thấy là thời gian rút ngắn khi chúng ta render rất là khỏe, chỉ 41 giây. Đây là kỷ lục mà mình làm, quá khỏe luôn. Vâng, thưa các bạn, đây là phần mềm Revit chuyên dành cho kỹ sư cầu đường, các bạn làm trong lĩnh vực đó là render 3D. Cụ thể ở đây thì mình sẽ chọn render một bức ảnh với dung lượng lên đến 600 dpi, và tớ sẽ thử render của chiếc máy này xem thời gian mất bao lâu. 1, 2, 3. Sợ thật, vừa nãy edit video 4K mà render mất có hơn 40 giây, quá kinh khủng khiếp. Trong khi đó những chiếc máy thường thì toàn vài phút. Đúng là những chiếc máy bây giờ nó càng ngày nó càng khủng. Sức mạnh hơn cả một chiếc PC mà mình đang dùng render chạy con CPU đó là i7-6700HK. À đâu, 6700K. GTX 1070 mà cũng không ăn thua. Chắc cũng phải, xem nào. Nhanh quá các bạn, không kịp nhìn. 37 giây thì chính xác, tớ bấm hơi chậm. Nó nhanh mức độ kinh khủng như này. Các bạn nhìn này. Nói chung thì với đồ họa mô phỏng thì được ứng dụng công nghệ cảm hình thế hệ mới như này chả có gì phải suy nghĩ cả. Mỗi tội là tiền thì hơi cao thôi. Bây giờ tớ sẽ thử test game trên con cảm hình hỗ trợ với công nghệ là 6GB DDR6 xem nó chơi như nào nhé. Cảm hình này sẽ hỗ trợ các ứng dụng, ví dụ là VR cũng hỗ trợ này, Ray Tracing cũng hỗ trợ này. Nói chung là rất là ngon. Vâng, thưa các bạn, thì tớ đang test tựa game đó là Call of Duty, một tựa game 3D cực kỳ nặng. Các bạn sẽ thấy những hình ảnh trên màn hình như thật luôn, mặc dù đây là game. Với mức FPS chúng ta nhận được ấn tượng trên 100. Đây, anh em sẽ nhìn thấy RAM sử dụng chơi game này trên 16GB. Trong khi đó là nhiệt độ CPU ở mức khoảng trên 80 độ, hơi nóng một chút. Nhưng cả màn hình thì nó chỉ có 71 độ C. Trong khi đó là tớ đang cài đặt ở chế độ setting cao nhất. Được cái là âm thanh trải nghiệm của phiên bản này thì nghe rất phê. Trong phòng hơn 20 mét của mình thì mở hết ra để không cần phải cắm thêm bất kỳ thiết bị gì mà chúng ta vẫn có thể trải nghiệm rất tốt. Đây, các bạn nghe thấy âm thanh hay không? Đồ họa rất là đẹp luôn nhá.
Với cấu hình như này thì có lẽ thì các bạn có thể cài được tất cả những tựa game có trên thị trường. Với Quattro RTX 3000 sẽ hỗ trợ các công nghệ như là hỗ trợ công nghệ VR, thực tế ảo, hỗ trợ công nghệ ray tracing. Đó. Nên là mọi tựa game thì chúng ta cài vào đều có thể chiến được hết. Nhiệt độ của CPU có vẻ hơi cao, nhưng mà điều tớ làm chiếc máy là tớ rất hài lòng, đó là hệ thống làm mát của nó, quạt không quá ồn, kể cả khi render cũng như chơi game. Còn nhiệt độ của GPU để chiến tựa game như này nó chỉ có 72 độ C thì mình nghĩ cực kỳ ổn. CPU thì vẫn ở ngưỡng cho phép, đó là trên 80 độ, còn CPU thì có vẻ như hơi nóng một chút thôi, còn mọi thứ thì là ok. Với cấu hình như này thì anh em thoải mái cài các tựa game anh em yêu thích vào, cứ có trên thị trường kể cả game PC cài chơi được hết. Các bạn ơi, tất cả những chiếc máy này thì mình đã liên yết cấu hình trên trang chủ trên 24laptop.vn và giá các bạn mua sẽ được áp giá như vậy các bạn nhé. Đây là đã áp dụng chương trình giảm giá rồi. Nếu mà tính với phân khúc giá như này, chúng ta sẽ tiết kiệm được từ 5 đến 10 triệu cho các model có cấu hình cực kỳ khủng tại Shop Công Nghệ TD. Ngoài ra các bạn hoàn toàn có thể tùy biến tại cấu hình. Tùy biến ở đây gì? Các bạn có thể thêm RAM và thêm ổ cứng. Những chiếc máy này đều có thể nhận RAM lên tận 128GB. Ổ cứng thì các bạn sẽ thấy là lên được từ 4TB đến 8TB max option cho cấu hình của những chiếc máy này. Nếu các bạn muốn lắp cao cấp nhất, thì thưa các bạn thì thực ra thì nó cũng không quá cần thiết. Chúng ta chỉ cần sử dụng RAM từ khoảng 32GB đến 64GB, nó là quá kinh khủng khiếp rồi. Còn những trường hợp mà lắp lên 128GB, đại đa số là các bạn chạy kiểu như máy ảo, chạy máy chủ, máy ảo hoặc chạy giả lập gì đó mới cần nhiều RAM. Còn những chiếc laptop thông thường thì chúng ta chỉ cần khoảng 16 đến 32GB thì chúng ta sử dụng hoàn toàn thoải mái. Những chiếc máy này chủ yếu là phục vụ các kỹ sư đồ họa. Các bạn làm đồ họa mô phỏng, đồ họa chi tiết, vân vân đều rất thích những chiếc máy này và độ bền rất cao. Và nhắc các bạn, những chiếc máy mình giới thiệu các bạn đều cho phép các bạn nâng cấp RAM này, nâng cấp ổ cứng này và nâng cấp cả Vega nhé. Các bạn chú ý cho mình là như vậy. Đối với các bạn ở xa thì mình bán hàng qua bưu điện. Các bạn có thể đặt hàng online, nhận hàng qua bưu điện, kiểm tra mọi thứ ok rồi thanh toán cho lương. Và chính sách bảo hành của mình là toàn bộ máy là 1 năm. Các bạn được dùng trải nghiệm, ví dụ trong 15 ngày đầu nhé. Các bạn sử dụng nếu lỗi phần cứng là các bạn sẽ được đổi sang một cái máy tương tự và không mất tiền các bạn nhé. Còn sau này thì cửa hàng sẽ hỗ trợ các bạn trọn đời về phần mềm. Các linh kiện lỗi thì đều được thay thế hoặc sửa chữa trong thời gian là 12 tháng. Các bạn có thể mua thêm gói bảo hành 200.000 một tháng, các bạn có thể mua trong 3 năm thoải mái luôn các bạn nhé. Những chiếc máy mình bán ra sẽ tặng kèm cho các bạn một ba lô, một con chuột và một lót chuột. Các bạn ơi, chương trình tư vấn và đánh giá chiếc HP ZBook 15G6 và 17G6 của Shop Công Nghệ TD xin đến đây là khép lại các bạn ạ. Có những lô hàng mới ngon bổ rẻ, mình thì mang đây tư vấn và giới thiệu cho mọi người như này mọi người nhé. Hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TD bằng cách là đăng ký kênh. Nhớ là bấm bên chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những dòng sản phẩm mới nhất tại Shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.